Chào mừng bạn đến với video hướng dẫn của DMG. Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để gia hạn các cái website bộ mẫu mà bạn được cài. Theo chính sách của bên DMG thì khi chúng ta đăng ký khóa học sẽ được tặng một website mẫu đầy đủ các công cụ và bản quyền trong vòng 1 năm. Và sau khi hết 1 năm thì chúng ta sẽ cần phải gia hạn các website này để tiếp tục hoạt động. Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để mà gia hạn các cái công cụ ở trên website của bạn. Thì sau khi mà cái web của chúng ta đến hạn thì bên DFG sẽ gửi cho chúng ta một cái email yêu cầu gia hạn như thế này. Nó sẽ có thông tin các website của bạn và ngày kích hoạt web và ngày đến hạn. Đó. Số tiền gia hạn thì là 100 đô cho một web 1 năm, và sau khi chúng ta nhận được email này thì chúng ta sẽ bấm vào gia hạn ngay. Đó. Thì nó sẽ ra một cái trang như thế này. Thì chúng tôi tính giá đô la là 23 theo tỷ giá đô trung bình. Đó. Thì nếu mà bạn có nhiều hơn một website thì bạn sẽ tăng số lượng ở đây lên. Còn nếu bạn chỉ có một website thì bạn để là một và bạn bấm thêm vào hàng. Sau khi bạn bấm thêm vào hàng thì bạn sẽ thấy được là ở đây bạn sẽ có một cái sản phẩm là gia hạn tool của website trị giá 2.300.000 đồng. Rồi, nếu mà bạn có nhiều hơn một web thì bạn có thể là tăng lên và bạn bấm cập nhật giỏ hàng. Bước tiếp theo là bạn bấm vào tiến hành thanh toán để thanh toán cái đơn hàng này. Ở đây chúng ta sẽ điền thông tin mà chúng ta đăng ký, thông tin chúng ta đăng ký khóa học DMP nha. Có tên này, số điện thoại và email của bạn. Sau đó nếu bạn gia hạn một website thì bạn sẽ nhập tên website của bạn ở đây. Website cần gia hạn ví dụ như là DMP. Đó. Thì domain 1. Rồi, nếu bạn có hơn một website thì bạn sẽ nhập thêm domain 2. Tương tự như vậy, nếu bạn có nhiều hơn hai website thì bạn cứ nhập theo cú pháp như thế này. Thì bên bộ phận DMZ sẽ check kiểm tra số tiền bạn thanh toán và kiểm tra các tên miền này có đúng là các cái gói mà bạn đã cài hay không, thì chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt và kích hoạt lại cái công cụ và sau đó sẽ thông báo về email cho bạn sau khi web đã được kích hoạt thành công. Rồi, sau đó sau khi bạn điền xong các cái thông tin này thì các bạn bấm đặt hàng. Rồi sau khi chúng ta đặt hàng thì chúng ta sẽ ra một cái bảng để thanh toán như thế này. Thì nó sẽ có cái phần là các cái tool web bạn sẽ mua là 2 này. Rồi bây giờ bạn chỉ cần chuyển khoản theo thông tin ở đây. Hoặc bạn vào trong cái app ngân hàng dùng tính năng quét QR để thanh toán. Và quét QR ở đây thì nó sẽ ra thông tin thanh toán. Sau khi bạn thanh toán xong thì bên bộ phận DFG sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận cái phần thanh toán thành công và cài đặt web cho bạn. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn xong bạn cách để mà gia hạn các cái website khi đến hạn. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở những cái video sau.